con diều căng gió. Ông Duy Kha, một địa chủ vùng này đó. Trời ơi, đất đai của ổng hả, bạc ngàn luôn á. Ổng là một thương gia có tiếng ở đây á. Ở đây hầu hết bà con nông dân đều bán trà cho ổng. Dạ. Ổng ghê lắm đó. Ổng chỉ chuyên gia mua ép giá bà con, nên mọi người phải lệ thuộc, ứng tiền mua phân trước, mua thuốc trước. Ổng ghê lắm á. Thu hoạch được không anh ba? Sao vụ này trúng không anh ba? Cũng tạm tạm, nhưng mà giá rớt quá, không biết là có đủ tiền trả nhân công không nữa. Rồi tiền phân tiền thuốc chắc còn vài đồng dắt túi thôi. Hình như nông dân vùng này mắc bệnh kinh niên, giống như bệnh dịch vậy đó, lây lan khắp nơi. Chú bệnh gì hả chú? Con thấy mọi người khỏe ru mà có bệnh gì đâu. À, là bệnh than đó. Tôi chán ngấy mấy người quá. Làm ăn thì cũng có lúc này lúc khác. Nhà máy thu mua giá cao thì tôi tăng giá, còn họ ép giá tôi thì tôi phải giảm, chứ biết làm sao bây giờ. Anh là người đại diện giao dịch với nhà máy, anh cố gắng đàm phán làm sao mà có lợi cho bà con chứ. Thấy không, làm còng lưng mờ mắt mà cũng không đủ ăn. Anh làm vậy nông dân mắc nợ, chắc có ngày họ thắt cổ lên cây trà chết hết quá. Dùng này ai chết á, tôi không cần biết. Nhưng riêng anh thì đừng có lo. Chỉ cần anh chịu gả con trúc trà cho thằng Khương nhà tôi á, anh muốn giá nào thì tôi chịu anh giá đó. Ủa, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tự nhiên gán ghép tới cái chuyện bán trà với lại cái chuyện gả con gái tôi là sao? Anh cũng biết đó, là con trai của tôi nó chết mê chết mệt con gái nhà anh. Nè, mà anh coi đi, cả cái vùng này có thằng nào ngon mà thằng Khương con nhà tôi không? Anh còn chần chờ gì nữa mà không cho tụi nó cưới nhau đi. Con ổng là cái thằng cô hồn nhất vùng này á, nên nó ỷ cha nó giàu có rồi không qua ra gì. Chứ cho chút trà mà lấy cái thằng đó là khổ cả đời luôn á. Tôi nuôi con tôi á là không phải để bán. Nó thương đâu rồi tôi gả đó, chứ tôi không có ép được. Mình làm cha làm mẹ phải biết chỗ nào tốt cho con chứ. Nè, anh phải làm chủ cuộc hôn nhân này cho nó. Ai vậy anh ba? Cháu anh hả? Không phải. Dạ, con chào chú. Mới tới chơi hả? Dạ. Nhà của anh ba thì có gì đâu vui mà ở. Muốn tìm thú vui á thì cứ qua nhà tôi chơi. Thằng con trai của tôi là thợ săn, tay thị xã chiến nhất ở đây đó. Còn tôi có một bộ sưu tập rượu ngâm, toàn là những động vật quý hiếm không đó. Cứ rảnh đó, kêu anh ba dắt qua chơi ha. Dạ, con cảm ơn chú. À, chiều cho tụi nó chở hàng qua nhà tôi sớm, coi chừng mưa. Nước vô là tôi trừ kilo á.